Xin chào mọi người nha. Nay mình hướng dẫn mọi người cách nuôi gián nha. Nuôi gián trong thùng xốp nha các bạn. Ở đây mình có mấy cái dĩ này. Dĩ lót trứng gà nè. Đây, dĩ lót trứng. Đây thùng thùng mót đựng ướp đựng đá nè. Đây gián. Đây mình có số gián xay sinh sản nha các bạn. Đây, cái này là xay sinh sản nè. Gián này nó không có hôi như gián bình thường. Đây dĩ trứng thì mình sắp cho nó ngay theo cho có cái lỗ kiểu cho có cái lỗ cái gián nó chui ra chui vào á. Đây mình sắp vô. Đây. Sắp vô rồi các bạn. Đây dán đây mình nuôi cũng vài chục cặp nữa các bạn. Xây sinh sản với con mới này nó mấy con này nó mới đẻ nè. Mấy dán nhỏ này là mới nó đẻ này chắc cũng cả tuần rồi. Mau lớn lắm. Đây sắp vô vậy là rồi. Gián này thì năng bí đỏ hay là cam hay dưa hấu gì cũng được các bạn. Đây mình thả vô nè, nó bu vô mấy cái dĩ trứng nó ở đây nè, nó ở nè. Dĩ trứng này nói chung là chủ yếu đừng cho nó hút độ ẩm, hút nước này kia rồi cho cái gián được khô ráo. Rồi đẩy lên. Dưới đây mình cũng có cho nó ăn thức ăn cám gà nha. Mua thức ăn riêng dặn nhuyễn nó về rồi để cho mấy anh tráng con nó ăn. Đây cứ giải thì cứ tưởng như cho nó nuôi vịt vậy các bạn. Cái này để cho mấy tráng con nó ăn, tại tráng con nó chưa đủ sức để ăn mấy cái kia đó. Rồi đây bắp cải, gián nó cũng ăn cải luôn rồi. Ok, xin chào các bạn nha.